Kho lưới cá A Đấu, lưới đánh cá A Đấu xin giới thiệu với các bác, đây là chải dù, chải qua cá. Chải con cá thì giới thiệu với các bác là mắt nó thưa các bác nhá. Như đây trên đây là cái mắt của nó rất là thưa. Nó rơi vào 5 phân. Ở dưới chỗ đáy nó rơi vào thiệt ba các bác nhá. Túi này nó thiệt ba tại vì nó là chải cá mà. Hàng này hàng đan tay 2 lút. Đấy các bác nhìn này, hàng đan tay 2 lút. Tại sao nó đan tay 2 lút mà nó không được thật chặt, tại vì là những cái nút này nút mở mà hai nút rời. Đấy, trong quá trình quăng nhiều nó sẽ cái nút này nó tự thắt lại. Nó tự tắt chết lại. Đấy. Hàng đan tay nó dài liền một mạch luôn. Không có đoạn nối nào. Chải cá nên là cái túi của nó rất là sâu. Các bác nhìn thấy không? Cái túi nó rất là sâu. Túi rất là sâu, chứa được những con cá khoảng tầm vài cân là bình thường. Đấy. Chỉ cặp theo yêu cầu nha các bác nhé. Chỉ này nó bắt buộc phải chỉ dài rồi. Cái viên chỉ nó rất là dài để làm sao để đáp ứng được cái túi, độ túi võng của nó. Và trong quá trình cặp nó sẽ không bị chảy chỉ, nó không bị quấn lên vào trong lưới, nó không bị quấn vào trong bên trong. Đấy, các bác mà cứ có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua số Zalo là 0938336470 và 0985663631. Đảm bảo hàng cặp chỉ đẹp luôn cho các bác luôn. Cặp đẹp cho các bác luôn. Quay mặt ra nhìn em gái. Em chào các bác nhá. Chào các bác.